Sau tai nạn mình phát hiện ra mình thích để xê dịch nhiều hơn. Mình nghĩ là mình cần phải tìm ra một bộ môn thể thao nào đó để luyện tập cho đôi chân của mình và phù hợp với sức khỏe của mình. Vô tình mình đã tìm thấy một bộ môn nhảy ở trên mạng là Fusion Dance và mình rất thích. Mình nghĩ nó phù hợp với sức khỏe của mình và mình có đam mê từ đó. Những bước nhảy đầu tiên của mình vẫn còn vụng về lắm, nhưng mình đã post nó lên YouTube. Mình muốn để truyền cảm hứng và nghị lực sống đến mọi người. Vừa rồi được nhìn những hình ảnh mà chị Băng nhảy ở trên màn hình thì mình chàng rất là mong muốn rằng là có thể trực tiếp nhìn thấy chị nhảy ở đây luôn. Chị có sẵn sàng không ạ? Ok,